Mẹ ơi, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời và đáng nhớ. Con được ba dẫn đi tham quan nhà máy nơi ba làm việc. Wow, nơi ba làm việc là một nhà máy thật là to. Nhà máy được sản xuất tự động và hoàn toàn khép kín. Con thấy các cô chú phải vệ sinh cá nhân và qua phòng khử khuẩn trước khi làm việc. Chuyên gia nói với con, ý thức được tình yêu thương từ các bậc cha mẹ, mong muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho các con thân yêu của mình. Tất cả các sản phẩm của BabyCare đều được chiết xuất từ hoạt chất thiên nhiên trong môi trường hoàn toàn tiệt trùng theo tiêu chuẩn GMP và ISO 9001:2008. Đặc biệt, được kiểm nghiệm và phát triển bởi phòng nghiên cứu phát triển của tập đoàn DKSH Thụy Sĩ. Không có các chất bảo quản gây ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ em. Trải qua hơn 10 năm hoạt động, năm 2014, khăn giấy ướt BabyCare vinh dự đón nhận danh hiệu Top 100 sản phẩm và dịch vụ tốt cho gia đình và trẻ em. Mẹ ơi, con tự hào về ba và cảm ơn sự yêu thương của mẹ dành cho con. Khăn giấy ướt BabyCare như vòng tay Âu.